Xin kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giám đốc Thái. Sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giám đốc thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giám đốc hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình giá mít sáng hôm nay thì giá ổn định so với ngày hôm qua nha quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình giá mít có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Tình giá mít sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì ở khu vực Vĩnh Long kem nhất là 19, kem nhì là 14 và mít kem 3 là 8. Khu vực Cần Thơ thì kem nhất là 19, kem nhì là 14 và mít kem 3 là 8. Khu vực Đồng Tháp thì kem nhất dao động từ 19, kem nhì là 14 và mít kem 3 dao động từ 8 đến 9. Khu vực An Giang thì kem nhất là 19, kem nhì là 14 và mít kem 3 là 9. Mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang thì thương lái đang mua giá động từ 4.000 đến 4.500 đồng ký. Còn khu vực Sóc Trăng thì kem nhất là 19, kem nhì là 14 và mít kem 3 là 8. Khu vực Trà Vinh thì kem nhất là 19, kem nhì là 14 và mít kem 3 là 8. Còn ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì ở khu vực Long An kem nhất là 19, kem nhì là 14 và mít kem 3 dao động từ 8 đến 9. Khu vực Tiền Giang thì kem nhất là 20, kem nhì là 15 và mít kem 3 dao động từ 9.000 đến 10.000 đồng ký. Mít chợ hiện nay ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua mức giá động từ 4.500 đến 5.000. Mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Như khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn khu vực Bình Phước thì kem nhất là 16, kem nhì là 12 và mít kem 3 là 6. Khu vực Bình Dương thì kem nhất là 16, kem nhì là 12 và mít kem 3 là 6. Khu vực Đồng Nai thì kem nhất là 16, kem nhì là 12 và mít kem 3 là 6. Khu vực Vũng Tàu thì kem nhất là 16, kem nhì là 12 và mít kem 3 là 6. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua với mức giá dao động từ 3.500 đến 4.000. Còn khu vực Tây Nguyên thì kem nhất là 15, kem nhì là 10 và mít kem 3 dao động từ 5.000. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây.